Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Hyundai Creta Mẫu xe này nằm trong phân khúc gầm cao hạng B tầm trung Phù hợp với những anh em khách hàng thích gầm cao đa dụng tầm tiền tài chính từ 6 cho đến 700 triệu trên thị trường có rất nhiều mẫu xe gầm cao hạng B và cũng có rất nhiều khoảng giá để anh em lựa chọn nhưng khoảng giá từ 6 cho đến 700 triệu thì theo cá nhân em chỉ có hai cái tên anh em có thể tham khảo và lựa chọn đó là chiếc Kia Sentos và Hyundai Creta như trên video anh em đang xem và tại thời điểm hiện tại Hyundai Creta đang được ưu đãi trả góp tốt hơn so với Kia tốt Cụ thể anh em được hỗ trợ lãi suất ưu đãi khoảng 0,6% trên một tháng trong năm đầu. Trong khi đó Kia tốt anh em nào mà mua trả góp thì thời điểm này mức hỗ trợ lãi suất cho anh em vẫn ở mức bình thường, chưa có ưu đãi gì đặc biệt mà hỗ trợ từ nhà máy cho anh em cả. Anh em lưu ý. Và mời anh em cùng xem video em sẽ cập nhật cho anh em chi tiết chính sách bán hàng cho từng phiên bản Hyundai Creta để anh em tham khảo và cân đối tài chính. Mời anh em cùng xem video. Mẫu xe Hyundai Creta trước đây là nhập khẩu nguyên chiếc, nhưng từ khi có thông tin hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp, Hyundai Việt Nam đã chuyển đổi từ hình thức nhập khẩu sang lắp ráp xe Creta và hiện tại Hyundai Creta được lắp ráp với 3 phiên bản để anh em lựa chọn. Phiên bản đầu tiên đó là Hyundai Creta bản cao cấp, phiên bản thứ hai đó là Hyundai Creta bản đặc biệt, phiên bản thứ ba đó là Hyundai Creta bản tiêu chuẩn. Cả 3 phiên bản đều là số tự động và sử dụng động cơ 1.5 AT. Chính sách bán hàng của Hyundai không phân vùng thị trường như vậy anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe không bị hạn chế như là anh em lựa chọn mua chiếc xe tốt và hiện tại bên em có hai cơ sở một cơ sở ở hà nội và một cơ sở thành phố hồ chí minh anh em ở địa phương nào mà gần cơ sở nào thì liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em cam kết với anh em ra bản trên video chuẩn theo ra bán khi mà anh em liên hệ hình thức mua bán anh em sẽ có hai thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp đối với những anh em nào mua trả thẳng anh em được hỗ trợ tiền mặt từ nhà máy đối với những anh em mua trả góp anh em được hỗ trợ tiền mặt từ nhà máy như trả thẳng Ngoài ra, anh em còn được hỗ trợ thêm lãi suất ưu đãi của ngân hàng PG Bank, ngân hàng xăng dầu với mức lãi suất ưu đãi khoảng 0,6% trên một tháng trong năm đầu. Trong khi đó, anh em vay mua các thương hiệu xe khác cùng trong phân khúc thì anh em sẽ phải chịu cái mức lãi suất khoảng 0,8 cho đến 0,9% trên một tháng. Và từ năm thứ hai, anh em mua Hyundai thì biên độ sẽ dao động vào khoảng 0,9%, vẫn tương đối rẻ hơn so với anh em mua những mẫu xe khác khi mà anh em mua trả góp và điều kiện vay vốn đó là anh em không nợ xấu anh em không cần phải chứng minh nguồn thu nhập bên em vẫn hỗ trợ anh em vay ngân hàng được và mời anh em cùng đến với phần thứ hai đó là chính sách bán hàng của từng phiên bản Creta phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là Creta bản tiêu chuẩn giá bán nửa cuối tháng 10 tại hai cơ sở bên em như sau tại cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em bây giờ chỉ còn có 590 triệu tặng kèm anh em dán kính cam hành trình thảm chân nước hoa bọc vô lăng da và đót cốp Tại cơ sở TP.HCM giá bán cho anh em là 605 triệu, tặng kèm anh em gián kính, cam hành trình, trải sàn, thảm để chân, bọc vô lăng, áo chùm xe, nước hoa, bình chữa cháy. Với giá bán nguyên xe như trên, giá xe lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 650 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 631 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 625 triệu. Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 659 triệu và anh em ở các tỉnh miền Nam sẽ là 640 triệu. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 149 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% trăm thuế là 129 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% trăm thuế là 123 triệu. Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 145 triệu và anh em ở các tỉnh miền Nam sẽ là 125 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải chuẩn bị thêm hai khoản chi phí nữa, đó là bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên chỉ giá là 7,6 triệu thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% giá trị xe tương đương với số tiền là 501 triệu khi mà anh em mua xe tại cơ sở 1 và anh em vay được ngân hàng tối đa là 514 triệu khi mà anh em mua xe tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh với số tiền vay 501 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 8,2 triệu trong đó thì gốc chỉ đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5,2 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3 triệu em đã tính cái lãi suất ưu đãi cho anh em rồi anh em nào cần cái bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng thì chủ động liên hệ trực tiếp với em em sẽ gửi qua zalo cho anh em để anh em tham khảo và anh em nhìn vào đó sẽ dễ hiểu hơn <laughs> phiên bản thứ hai em cập nhật cho anh em đó là chiếc Hyundai Creta bản đặc biệt giá bán tại thời điểm nửa cuối tháng 10 cho anh em cụ thể như sau tại cơ sở hà nội giá bán cho anh em bây giờ là 642 triệu tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như bản tiêu chuẩn cụ thể đó là giá phích cách nhiệt cam hành trình thảm để chân bọc vô lăng da nước hoa và cốp tại cơ sở TP.HCM, Hồ Chí Minh giá bán cho anh em là 652 triệu cũng tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình anh em có thể theo dõi với giá bán nguyên xe như trên giá xe lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau anh em nào ở Hà Nội sẽ là 705 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 686 triệu anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 679 triệu anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 709 triệu và anh em ở các tỉnh miền Nam sẽ là 689 triệu trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp trước Creta bản đặc biệt, anh em cần phải chuẩn bị số tiền ít nhất như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 160 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 140 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 133 triệu. Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 154 triệu và anh em ở các tỉnh miền Nam sẽ là 135 triệu. Đồng thời anh em cũng vẫn sẽ phải chuẩn bị thêm hai khoản chi phí nữa, đó là bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên chỉ đã là 8,3 triệu, thứ hai vẫn là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa cụ thể như sau. Anh em mua xe tại cơ sở Hà Nội vay được tối đa là 545 triệu. Anh em mua xe tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì vay được tối đa là 554 triệu. Với gói vay 545 triệu trong 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8,9 triệu, trong đó gốc chi đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5,6 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,3 triệu, dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. <laughs> Phiên bản cuối cùng em cập nhật cho anh em đó là chiếc Hyundai Creta bản cao cấp đối với cây bản cao cấp anh em có hai lựa chọn đó là một tông màu và hai tông màu anh em cứ hiểu cho em là hai tông màu đây nó có thêm cái nóc đen và giá bán của Kereta một tông màu trong thời điểm những ngày cuối tháng 10 tại cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em là 690 triệu vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình tại cơ sở thành phố Hồ Chí giá bán cho anh em là 705 triệu cũng tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình anh em đang xem với giá bán nguyên xe như trên Giá xe lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 758 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 200 thuế là 738 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 100 thuế là 731 triệu. Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 764 triệu và anh em ở các tỉnh miền Nam sẽ là 744 triệu. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 170 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 150 triệu, anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 143 triệu, anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 164 triệu và anh em ở các tỉnh miền Nam sẽ là 145 triệu. Đồng thời anh em cũng vẫn sẽ phải chuẩn bị thêm hai khoản chi phí nữa, đó là bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 8,9 triệu, thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và với số tiền bắt đầu trả trước thấp nhất như vậy, đồng nghĩa với việc anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% giá trị xe. Cụ thể tại cơ sở Hà Nội anh em vay được tối đa là 588 triệu. Tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh anh em vay được tối đa là 599 triệu. Như vậy là lệch khoảng 10 triệu. Với gói vay 588 triệu trong 8 năm, lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 9,6 triệu. Trong đó thì gốc chia đều là 6,1 triệu chia đều cho hàng tháng trong 8 năm. Lãi suất tháng đầu tiên là 3,5 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Anh em xem video có chỗ nào chưa hiểu, anh em cứ liên hệ với em. Em sẽ giải thích thắc mắc cho từng anh em hoặc anh em có thể bình luận dưới phần mô tả em vẫn sẽ hỗ trợ cho anh em cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em